con Trang Trang hả cô Tư? Dạ con chưa biết, con mới nghe. Chưa thấy rồi, con mới nghe. Thôi à, mất câu ấy nữa. À dạ cái này thì chợ anh bán thôi. Quá trời mà nó mắc lắm đó cô Tư. Dạ. Xào dưa leo, rồi đâm bút đi chanh, nấu chắc ha. Chị xào dưa leo, với là hẹn bóng. Nắm tay cách ăn.